Vui ghê. Mọi người, đó mọi người, em vàng mới mua được cái gì nè. Em vàng đi chợ thấy đang giảm giá nên là mua về cho mọi người dùng á. Mọi người lên cân thử đi. Để siêu nhân xanh lên trước. Xanh là người đẹp trai nhất nha. Xanh là người sẽ thử trước. Chạnh ra. Để anh đỏ cân trước cho. Nhanh đi, cho xanh cân nữa. Đúng rồi đó, cân đi. Đi. Vậy cũng muốn cân nữa. Đỏ mặt quá làm hư cái cân của vàng rồi. Anh đỏ mặt quá làm hư cái cân của vàng rồi. Chết rồi, cân ơi, làm sao mà giành cân được đây? Anh đỏ lại tăng cân rồi, anh phải giảm cân đi thôi. Biết rồi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ giảm cân. Mình phải đi ngủ sớm thôi, để ngày mai còn giảm cân. Ủa đó, mới sáng sớm mà con đi đâu vậy? Con đi tập thể dục đó. Trời đất ơi, hôm qua con có xem bộ phim mới ra chưa? Bộ phim mới ra? Hình như là trời hơi tối rồi đó. Hả? Trời ơi là trời. Cái thằng bé này nhiều chuyện quá trời là nhiều chuyện à. Trời ơi, cô nói gì? Con không có nhiều chuyện á. Con chưa tập thể dục nữa mà cô nhiều chuyện. Cô kêu con lại nói chuyện. Ai muốn nói chuyện với cô nhiều đâu. Tại con á. Tại cô á. Tại con á. Bật tiếng lớn lên một tí. No quá, no quá. Ủa? Sao anh đỡ nói với em là anh đỡ giảm cân mà? Thì anh đang giảm cân mà. Anh chỉ ăn thêm cho có sức để giảm cân thôi. Hả? Ngày mai phải quyết tâm hơn. Bắt đầu một ngày mới rồi. Mình phải tập thể dục giảm cân thôi. Ai vậy? Hả? Xin lỗi con. Cô lỡ tay. Lỡ tay cái gì ướt hết trơn rồi. Làm phải về nhà thay đồ. Cô kỳ quá à. Bộ đồ mới thay của mình. Cái cô hàng xóm này. Cái giường, chỉ có cái giường này là ngồi lên là cảm thấy sung sướng. Chỉ có ngồi trên giường mới thoải mái. Thái. Ủa? Nãy giờ em thấy anh ngủ không mà. Tại em không biết chứ. Việc ngủ trong lúc tập yoga là một đỉnh cao đó. Là một đỉnh cao đó. Đã, cái
em ngon lắm á, ăn không? Nè. Không. Không hả? Ừ. Không thôi. Sao? Ăn. Ngon quá. Ngon lắm hả? Ngon. Trả tiền cho Sanh đi. Ừ. Yeah. Yeah. Ngon ngon ngon. Quá. Wow. Đúng là đồ ăn của em Vàng nấu số 1. Đúng mà. Chỉ còn một món nữa. Còn món gì nữa vậy ta? Nè, em Vàng có làm hamburger mà anh Đỏ thích nhất á. Wow. Anh không ăn đâu. Anh đang giảm cân. Ờ, nhưng mà hôm nay em Vàng đã nấu rất nhiều đồ ăn mà. Vậy thì nãy em Vàng hôm nay nấu quá nhiều đồ ăn nên anh mới ăn đó. Cái này ăn đi. Nghe nghe nghe. Ăn thôi. À, trời ơi no quá. Ăn có nhiều đâu. Có 12 cái bánh hamburger mà nó no. Trời, sao ngủ đây trời. Thẩm mỹ viện dáng thon chuyên hút mỡ. Mai mình sẽ đi. Không được rồi, béo quá. Mang cô ở đây. Cô mở. Đợt đừng mà. Tiến hành thôi. À, tại sao giảm cân lại khó đến như vậy? Giảm cân, ôi câu chuyện anh đang muốn ngon. Siêng năng cho mỗi ngày luôn. Mình sẽ phải ôm chục. Mình sẽ giảm cân thôi. Ôi, giảm cân ta sẽ làm được. Da 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 da. Anh đây, ôi thầm lặng muốn rớt nước mắt. Tao cô lại nở mời con. Ngày hôm qua cố gắng mà nước sốt nước hết. Nên anh đó ta không thể tập được. Thôi anh đó ta lại phải đi về. Bộ thêm đi nha. Nhưng ôi ngu quên mất đi lúc nào. Đa 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 đa. Ủa, anh Mở ngủ dậy rồi hả? Xin thông báo, ở khu phố chúng ta gần đây hay xuất hiện những vụ trộm cắp đồ ăn. Thủ phạm chính là một cao thủ trong việc ăn trộm đồ ăn. Hiện tại vẫn chưa ai có thể bắt được tên trộm này. Mong toàn thể người dân cẩn thận bảo vệ đồ ăn. Là vậy? Đồ ăn mà cũng mất nữa hả? Nhảm nhí, làm gì có chuyện đó. À, đồ ăn của em đâu hết rồi, mà anh ơi. À, đồ ăn của em đâu hết rồi. Có chuyện gì vậy? Đồ ăn biến mất hả? Đồ ăn biến mất rồi. Có khi nào nhà mình có trộm không? Hay là cái tên trộm trên tivi hôm bữa. Trời ơi, đó là đồ ăn một tháng chờ em mua để cho nhà mình ăn đó. Chúng ta phải bắt trộm thôi. Em có ý này. Tại sao lại là em chứ? Thì em là người thích hợp nhất chứ sao? Không chịu đâu. Anh Xanh cứ yên tâm, em vừa mới phát minh ra lưới bắt trộm thông minh. Nếu như mà ăn trộm mắc phải cái lưới này thì nó sẽ bị tóm ngay lập tức. Giỏi quá. Anh mà giỏi thiệt luôn á. Mà nè mọi người, bây giờ mình phải chia nhau ra vô vị trí để chờ ăn trộm tới. Bắt đầu hành động.
anh sẽ hóa thân thành cái tượng để cho anh trộm không phát hiện ra luôn. Sợ cái gì, im lặng đi. Cái bánh này ngon quá, mình nhất định sẽ ăn hết cho mà xem. Yeah! Yeah! Mọi người ơi, xanh mắt được ăn trộm rồi. Ăn trộm rồi. Chết rồi. Chết mày chưa? Bị phát hiện rồi sao? Đừng có hòng chạy. Sao ngươi chưa có chịu bỏ cuộc nữa hả? Tại sao ta phải bỏ cuộc? Không ai được đụng tới đồ ăn của ta. Anh đã bắt được rồi. Bắt được rồi. Đúng rồi đó. Ta bắt đó. Anh của xanh đó. Anh đỏ giỏi quá. Anh đỏ giỏi quá. Anh đỏ giỏi quá. Sau đây là thời sự của Bút. Khu phố nhiệt liệt tuyên dương Bút đỏ vì đã có công bắt được tên trộm khó khăn này, góp phần mang lại bình yên cho khu phố. Anh đỏ giỏi không? Anh đỏ giỏi quá à. Wow, anh đỏ giỏi ghê nha. Lúc nào cũng được lên tivi luôn. Tại vì á, anh đỏ là một người tuyệt vời mà. Mà anh đỏ không giảm cân nữa hả? Có gì đâu mà phải giảm. Alo, cho tôi 5 ly coca, 10 cái đùi gà rán, 20 cái hamburger. Trời. Người béo cũng đẹp thật vui, không ngờ mình ăn nhiều không cần giảm cân. Mập thì trông cưng ghê, mập thì trông yêu ghê. Chẳng cần ta ăn kiêng, ôi ta khi mập thật vui.